Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, 1.000 chiến sĩ tình nguyện đại diện cho hơn 50.000 chiến sĩ là thanh niên công dân trên địa bàn thành phố đã chính thức bước vào những ngày hè tình nguyện đầy sôi nổi với chiến dịch tình nguyện Kỳ Nghỉ Hồng lần thứ 18 năm 2019. Tiếp tục thực hiện hiệu quả phương châm, thanh niên công dân thành phố lấy chuyên môn làm tình nguyện, lấy chuyên môn phục vụ cộng đồng. Chiến dịch Kỳ Nghỉ Hồng năm nay đã xác định 6 nội dung trọng tâm, đó là hoạt động tình nguyện xung kích xây dựng văn minh đô thị, hoạt động đồng hành với thanh niên công nhân, hoạt động uống nước nhớ nguồn và tình nguyện vì an sinh xã hội, hoạt động tình nguyện xây dựng nông thôn mới, hoạt động tình nguyện hướng về biển đảo quê hương, hoạt động tình nguyện quốc tế và công tác xây dựng lực lượng. Chiến dịch năm nay tiếp tục triển khai đồng loạt tại 24 quận huyện trên địa bàn thành phố, trong đó tập trung tổ chức các hoạt động tại 5 huyện ngoại thành có các xã đang xây dựng nông thôn mới, các khu chế xuất, khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh, một số tỉnh khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ, miền Trung, Tây Nguyên và mặt trận tại đảo Thổ Chu, tỉnh Kiên Giang. Trên mặt trận quốc tế, chiến dịch sẽ thực hiện các hoạt động tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Nét đặc trưng của chiến dịch Kỳ Nghỉ Hồng là việc hình thành những đội hình tình nguyện có chuyên môn cao đến từ các cơ quan doanh nghiệp trong toàn thành phố để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đã được xác lập. Năm nay có 9 đội hình với các nội dung hoạt động rất thiết thực, đó là đội hình tuyên truyền pháp luật, tư vấn pháp lý, tư vấn thủ tục hành chính, đội hình tập huấn kiến thức, kỹ thuật nông lâm ngư nghiệp, đội hình cải tạo hệ thống điện nước, tập huấn kiến thức sử dụng điện nước an toàn, hiệu quả và tiết kiệm, đội hình sửa chữa và xây dựng các công trình, đội hình tổ chức truyền thông tư vấn và chăm sóc sức khỏe, đội hình tổ chức văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tập huấn trang bị kỹ năng thực hành xã hội, đội hình bán hàng lưu động bình ổn thị trường, tổ chức phiên chợ thanh niên công nhân và tuyên truyền cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, đội hình tình nguyện hướng về biển đảo quê hương, đội hình tổ chức các hoạt động tình nguyện tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Chiến dịch tình nguyện Kỳ Nghỉ Hồng lần thứ 18 năm 2019, chúng tôi kế thừa và phát triển trên nền tảng của 17 chiến dịch đã diễn ra, vẫn với cái chủ trương trọng tâm và xuyên suốt từ nhiều năm qua, đó là thanh niên công nhân thành phố lấy chuyên môn làm tình nguyện, lấy chuyên môn phục vụ cộng đồng. Năm nay thì chúng tôi căn cứ vào chủ đề công tác năm là năm thanh niên tình nguyện, cộng với lại chủ đề năm của Ủy ban nhân dân thành phố là năm đột phá về cải cách hành chính gắn với thực hiện nghị quyết 54 của Quốc hội, thì đội ngũ cán bộ công chức viên chức và người lao động trẻ trên địa bàn thành phố tập trung để làm sao góp phần tư vấn, hỗ trợ và giúp sức cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, đặc biệt là các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, để góp phần cùng với thành phố thực hiện tốt cái nhiệm vụ chính trị của năm 2019. Với cái tinh thần xung kích tình nguyện của thanh niên công nhân thành phố, trong đó có thanh niên công nhân của đoàn tổng công ty điện lực thành phố Hồ Chí Minh và cụm sản xuất thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh, thì trong năm nay thì đoàn tổng công ty phối hợp với các đơn vị cụm sản xuất triển khai thực hiện một số nội dung hoạt động để hưởng ứng chiến dịch này. Thứ nhất là sẽ triển khai thực hiện sửa chữa điện cho 51 hộ dân khó khăn tại địa bàn huyện Nhà Bè. Đồng thời tại đây thì sẽ thực hiện công trình tuyến hẻm sử dụng điện an toàn, mỹ quan, tiết kiệm, sẽ đi lại hệ thống điện cho một tuyến hẻm. Và đồng thời tại đây thì cụm sản xuất thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ triển khai thực hiện các cái hoạt động như là xây mới một cái nhà tình bạn, đồng thời cũng thực hiện sửa chữa một cái nhà vệ sinh cho các em học sinh khó khăn tại địa bàn của huyện Nhà Bè. Và tại đây thì cũng thực hiện một cái công trình để trồng cây thuốc để hỗ trợ cho địa bàn của huyện. Song song đó thì đối với đoàn tổng công ty điện lực thành phố Hồ Chí Minh cũng triển khai thực hiện một số các hoạt động trong cái năm 2019 này tại mặt trận của tỉnh Trà Vinh, mặt trận tỉnh Bến Tre, và đồng thời là sẽ thực hiện cái một cái hoạt động tại huyện đảo Thổ Chu của tỉnh Kiên Giang. Tại lễ ra quân, đồng chí Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đề nghị chiến sĩ Kỳ Nghỉ Hồng tiếp tục nêu cao tinh thần xung kích sáng tạo, xác định chiến dịch là cơ hội để rèn luyện, cống hiến và hoàn thiện bản thân. Hãy nỗ lực với tinh thần trách nhiệm cao nhất để thực hiện có hiệu quả các nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, góp phần khắc họa và truyền cảm hứng về những câu chuyện đẹp, về hình ảnh người thanh niên công nhân, công chức, viên chức, lao động trẻ thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu. Sau lễ ra quân chiến dịch tình nguyện Kỳ Nghỉ Hồng cấp thành, các chiến sĩ tình nguyện đã thực hiện nhiều phần việc hoạt động ý nghĩa. Như tại quận 2, các chiến sĩ đã tham gia hiến máu tình nguyện, giọt máu hồng, chia sẻ yêu thương, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thăm tặng quà thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận. Tại huyện Nhà Bè, cụm sản xuất khu vực công nhân lao động thành đoàn, thành phố đã thực hiện sửa chữa hệ thống điện cho 50 hộ dân, trao tặng 50 đồng hồ treo tường cho các gia đình được sửa chữa điện có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
thực hiện một tuyến hẻm có hệ thống điện an toàn, mỹ quan, tiết kiệm, trao tặng 20 suất học bổng và phần quà gồm cặp học sinh, dụng cụ học tập, 1.200 tập trắng cho các em học sinh nghèo học giỏi, tổ chức khám bệnh phát thuốc miễn phí, tặng quà cho 200 người dân tại địa phương và 5 tủ thuốc cho địa phương, thăm và tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng, tập huấn kỹ thuật trồng dưa lưới và trao tặng 500 cây xanh cho khuôn viên các trường trên địa bàn, hỗ trợ kinh phí sửa chữa một nhà vệ sinh thân thiện môi trường cho trường tiểu học Nguyễn Trực, sửa chữa một căn nhà cho hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Thông qua chiến dịch Kỳ Nghĩa Hồng và quân hưởng ứng chiến dịch Kỳ Nghĩa Hồng lần thứ 18 năm 2019, thì ban vụ quyền đoàn thì cùng với lại các đơn vị cụm sức quyền đoàn thì tập trung thực hiện, ví dụ như là sẽ khởi công xây dựng một căn nhà tình bạn, bàn giao một khu nhà vệ sinh thân thiện môi trường để cho các em thiếu nhi. Cái thứ ba là đi lại và sửa chữa thay mới các thiết bị tiết kiệm điện cho 50 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Cái tư là thắp sáng một tuyến đường giao thông thôn từ nguồn sở hữu hóa để phục vụ cho người dân đi lại tốt hơn. Huyện có những điểm nổi bật như sau, đó là khai thác được các nguồn lực xã hội để mà tập trung xây dựng các công trình. Cái thứ hai nữa là các công trình nó phục vụ hướng hướng phục vụ các em thiếu nhi nhiều hơn, đặc biệt là vấn đề môi trường. Gia đình nó thì khó khăn lắm, mà có ba người mà có mình ảnh là trụ cột đi làm thôi, vậy thì bệnh đau đâu có đi làm gì nổi đâu. Có con bé thì học lớp 8 mà điện hư tới đâu thì sửa tới đó, nói chung mà cũng khổ lắm. Bữa nay được bên tình nguyện ở sửa nhà cho chị rất là vui, chị cảm ơn. Con bé mà ở nhà có mình chị cũng an tâm nữa, chung là vậy, cảm ơn. Tại huyện Bình Chánh, các chiến sĩ tình nguyện cụm hành chính sự nghiệp khu vực công nhân lao động Thành Đoàn đã tổ chức lễ bàn giao một tuyến đường tại xã Tân Quý Tây, đồng thời khởi công xây dựng công trình bê tông hóa một tuyến đường tại xã An Phú Tây, tổ chức sân chơi thiếu nhi cho 200 thiếu nhi tại xã Tân Quý Tây, tuyên truyền bảo vệ môi trường và kỹ năng cho phòng chống xâm hại cho 200 học sinh ở xã Tân Quý Tây. Có thể thấy trong bất cứ giai đoạn nào, giai cấp công nhân luôn là lực lượng xung kích đi đầu trong các hoạt động xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát huy truyền thống tốt đẹp đó, thanh niên công nhân thành phố hôm nay đang ra sức học tập rèn luyện mọi mặt để góp phần vào công cuộc phát triển thành phố và đất nước. Ngoài những giờ lao động miệt mài, thanh niên công nhân thành phố còn dành nhiều tâm huyết cống hiến cho cộng đồng thông qua các hoạt động tình nguyện mang tính chuyên môn cao. Chiến dịch tình nguyện Kỳ Nghỉ Hồng là phương thức hoạt động tình nguyện nhằm phát huy vai trò xung kích của thanh niên công nhân, cán bộ công chức viên chức và người lao động trẻ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong việc vận dụng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ tham gia các hoạt động tình nguyện phục vụ cộng đồng. Năm 2019, chiến dịch tình nguyện Kỳ Nghỉ Hồng đã bước sang tuổi thứ 18 và trở thành cái nôi rèn luyện môi trường thực tiễn cho thanh niên công nhân, cán bộ công chức viên chức và người lao động trẻ thành phố dấn thân cống hiến sức trẻ, chuyên môn và nghiệp vụ của mình vì cộng đồng, góp phần xây dựng thành phố và đất nước ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình,